Nên em hiện tại đang là con 12 Pro Max mua bên em và còn bảo hành nhá. Tuy nhiên là tình trạng của nó hiện tại là đang bị vỡ kính lưng và mặt kính màn hình thì cũng đã vỡ rồi. Chị khách cũng đã liên hệ trước với bên em và có báo là chẳng may bị ngã xe rơi vỡ điện thoại và hỏi là bên em có sửa free không. Em thì em đoán ý là chị khách cũng chưa thực sự tin vào cái chính sách bảo hành rơi vỡ sửa chữa free nên là chị mới hỏi lại như vậy thôi. Mà cũng đúng thôi, không phải là mỗi chị không tin đâu. Mà có nhiều anh chị em vẫn nói là em quảng cáo thế thôi, chứ đến lúc đưa sang ấy còn lâu mới được sửa miễn phí. Kiểu như là vẽ ra để thu cái này cái nọ ấy. Cái này cũng dễ hiểu thôi anh em ạ. Vì bây giờ nhiều nơi ấy, người ta quảng cáo rất là hay, nhưng mà đến khi máy có vấn đề gì đi bảo hành thì lại không được như những gì người ta nói. Nên là thành ra anh em cũng mất hết niềm tin. Còn cái chính sách bảo hành rơi vỡ và được sửa chữa miễn phí là chính sách em cập nhật vào tháng 4 và em cũng đã lên rất là nhiều video để nói về những cái trường hợp thực tế khách mang qua và được sửa chữa hoàn toàn miễn phí rồi. Và đối với con máy này thì cũng vậy thôi, sẽ được thay kính lưng miễn phí này và được ép lại kính màn hình miễn phí nhé. Đối với màn hình này nếu mà nó vỡ ấy, thì sẽ được ép miễn phí, nhưng mà nếu mà nó vỡ kính này mà loạn cảm ứng này hoặc là có vết chảy mực này hoặc là cái màn hình này nó chết hẳn ấy không lên nữa ấy, thì em sẽ hỗ trợ 50% giá gốc linh kiện để anh em có thể thay một chiếc màn mới nhé. Ngoài ra thì em sẽ kiểm tra lại đầy đủ mọi chức năng để xem có phát sinh thêm vấn đề gì hay không. Nếu chẳng may mà phát sinh thêm lỗi ví dụ như là hỏng FD này hay là hỏng camera, mic, loa vân vân thì cũng sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí nhé. Em nói thêm cho anh em một trường hợp nữa là đấy là cái trường hợp đen nhất, là anh em làm rơi vỡ hết rồi, kính lưng vỡ hết rồi, màn hình thì không lên, máy thì cong bên thì chết không thể sửa được nữa ấy, thì em vẫn sẽ hỗ trợ thu lại 50% so với cái giá mà em đang bán ra để anh em có thể đổi máy hoặc lên đời nhá. Ví dụ như là cái con 12 Pro Max vàng 256 này nhá, em đang bán là 15 triệu 3. Thì nếu mà cái con này mà ví dụ nó vỡ be bét rồi chết hẳn rồi chết bên rồi sửa không thể sửa được thì em sẽ thu lại 50% là 7 triệu 650 nghìn. Và lúc đấy nếu mà muốn đổi sang một con 12 Pro Max vàng 256 khác thì chỉ cần đưa cho em 7 triệu 650 nghìn nữa thôi là được một con máy mới và full bảo hành hậu mãi luôn rồi nhá. Thì đấy là cái chính sách bảo hành rơi vỡ của em đã làm, đang làm để hỗ trợ khách một cách tối đa nhất. Và nếu như anh em mà có đi tham khảo và so sánh ý, thì đừng chỉ so sánh về giá, hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, cam kết của cửa hàng này, chính sách bảo hành và những hậu mãi quyền lợi mà anh em nhận được sẽ là những gì. Thế nha, cảm ơn anh em rất nhiều.